bia đó, nè con, những cái tên đó, tên hai bên vách tường á, bây giờ bên kia đi. Đây là cái bức tường là những cái tên. Mình nghĩ cái tên nó khác, còn cái tên mà ở dưới đất là khác á. Đâu xa vậy con? Có mấy anh này ra em mới đi theo chứ mình đi xe tao đi mình sợ ngán. Không, mình nghĩ đó là nem thôi. Mình nghĩ đó chỉ là nem vinh danh đó. Con đọc thử coi. Nói gì? Mình đi phía kia cũng còn quá trời nhiều luôn á nha. Nghĩa trang gì đâu mà lớn quá trời luôn à. Mà này chắc chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai quá à. Rất là lớn luôn. Đây là chỉ một khúc thôi á, còn một hồi mình đi nó còn nhiều nữa. Này mình nghĩ chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, hai cái luôn. Đúng không? Ví dụ như nè, có những cái là không có bia đứng mà bia nằm đó con, thấy không? Là chỉ là bia nằm thôi. Tức là nằm chứ không có làm bia giống vậy mà chỉ cái tên tuổi như này thôi nè. Bia đứng thì nó có tên tuổi ngay cái đó, thấy không? Mà có nhiều người thì nó làm nó nằm ở dưới. Nó không có tên tuổi là ngày xanh. US Navy nè, chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày sanh và ngày chết đó, chết năm 68. Ủa mà sanh năm 33 và chết 85 hả? Ồ cái này ồ. Những cái này là cụ chiến binh, cụ chiến binh.